nhìn những chiếc đinh sắt nhọn này thật kinh khủng làm sao. Thế mà người phụ nữ này lại bị mấy tên lính lăn qua lăn lại trên đó. Cô đau đớn gào thét, những cô gái bên cạnh đều bịt miệng không dám phát ra tiếng, còn Quan Nhật lại chỉ cười khẩy, càng dùng lực tra tấn người phụ nữ. Đối với bọn họ mà nói, mạng sống của con người có thể tùy ý sắp đặt, bọn họ đang tuyển lao động đào than ở Trung Quốc, Hàn Quốc và khắp nơi trên châu lục, coi những người đàn ông làm nô lệ, những người phụ nữ có nhan sắc thì được chuyển đến nơi an toàn, chỉ cần phản kháng là sẽ bị người Nhật đánh đập dã man. Ở nơi đây, đào than không những không có lương mà còn phải bỏ tiền, ăn cơm uống nước cũng cần tiền, thiết bị an toàn để đi xuống mỏ cũng cần tiền. Giường ngủ thì ướt nhẹp, thức ăn còn tệ hơn thức ăn cho lợn, còn thường xuyên nhìn thấy rán bò qua bò lại trong đó. Mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, sống những ngày tháng khốn khổ đổ đường, mà cái được gọi là thiết bị an toàn cũng chỉ là một cái mũ bảo hiểm mà thôi. Thậm chí bảo hiểm tai nạn trong hợp đồng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa một ai từng thấy qua. Thế nhưng mọi người không có lựa chọn tốt hơn, bởi vì rời khỏi nơi đây đồng nghĩa với chết. Từng có ba thanh niên nhân lúc nửa đêm muốn chạy trốn, nhưng vừa ra khỏi đảo đã có một người bị lính canh của Nhật đánh chết. Hai người còn lại không dễ gì mới chạy ra biển lớn thì lại bị tàu vận chuyển than ở bên ngoài phát hiện. Lưới đánh cá được quăng xuống và họ đã bị bắt. Nhưng người Nhật trên thuyền lại không kéo họ lên, mà để họ vùng vẫy trên biển lớn. Như vậy thì sẽ lấy được nhiều tiền bồi thường hơn. Hòn đảo này dường như bị cô lập với thế gian, khiến người ta không thể chạy thoát. May thay còn có Ha Cheon, ông là nhà lãnh đạo tinh thần của người Hàn Quốc. Dưới sự khích lệ của ông, mọi người mới miễn cưỡng kiên trì tiếp được. Nhưng đối với phụ nữ trên đảo mà nói, Ha Cheon chỉ giỏi nói mà không thể giảm nhẹ nỗi đau khổ của họ. Đối với những người phụ nữ, đảo địa ngục giống như một nơi tiện nghi. Đầu tiên họ sẽ bị kéo đi kiểm tra thân thể, không chút tôn nghiêm đứng bên cạnh bác sĩ, những người phụ nữ sẽ bị bác sĩ đánh đập và hành hạ, để họ sống trong địa ngục. Cô bé Sohi cố gắng tóm lấy tia nắng ấm áp, nhưng tất cả đều là không khí. Sau khi lên đảo, Sohi rất nhanh đã được sắp xếp vào một buổi tiệc. Đối mặt với đám người Nhật xấu xa, Sohi sợ đến nỗi khóc không thành tiếng. Chị gái cùng lên đảo với cô bé liền ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô bé đừng động loạn, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của quân Nhật. Nhưng trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, trong lúc hoảng loạn sao có thể quan tâm nhiều thứ như vậy. Sau khi nghe thấy bài hát của mình trên máy hát, cô bé liền chạy lên sân khấu, nói rằng mình chính là ca sĩ. Sĩ quan quân Nhật cũng đã phát hiện bức chân dung của Sohi trên trang bìa. Ông ta nở nụ cười tà ác, dường như đã nảy ra ý nghĩ gì đó. Sau ngày đó, Sohi đã được đưa lên sân khấu biểu diễn cho mọi người trong nhà hàng, và dẫn ông bố Kang Ok là nhạc trưởng thành công trốn thoát khỏi mỏ than, được làm công việc tốt hơn. Không lâu sau khi Kang Ok rời mỏ, nơi này đã xảy ra một vụ nổ khí ga lớn. Một lượng lớn nhân công đều bị chôn vùi bên trong. Sĩ quan lập tức hạ lệnh từ bỏ cứu viện, để cho họ tự sinh tự diệt. May mà một công nhân tên Mu Yong có dũng có mưu, dưới sự dẫn dắt của anh, vụ nổ đã được ngăn chặn, mọi người mới có thể thoát ra ngoài. Sau đó, Ha Cheon đã nói với mọi người rằng ông nhất định sẽ đi tìm quân Nhật đàm phán, bảo bọn họ buộc phải bồi thường cho sự cố lần này. Đám người không nhịn nổi kích động, nhiệt liệt hoan hô. Nhưng ông còn chưa kịp đi tìm quân Nhật bàn bạc thì Mu Yong đã tìm đến ông. Thì ra Mu Yong không phải là người bình thường, mà là điệp viên của chính phủ Hàn Quốc. Lần này anh đến nơi đây là để giải cứu những người bị kiểm soát bí mật trên đảo. Ứng cử viên ứng cử tổng thống, ngài Ha Cheon. Sau khi biết mục đích của anh, Ha Cheon cũng không ngạc nhiên mà chỉ muốn biết cách để thoát khỏi đây. Mu Yong nói rằng trên tàu chuyển than bên ngoài có nội ứng của họ, chỉ cần liên hệ với anh ta là được, nhưng họ đã bị kẹt ở trên đảo. Trừ khi có điện báo, nếu không căn bản không thể truyền tin tức ra ngoài. Mà điện báo thì luôn được quân Nhật kiểm soát, họ căn bản không thể tiếp xúc, trừ một người là Kang Ok. Kang Ok được hưởng phúc từ con gái, sau khi thoát khỏi công việc ở mỏ than thì đã được hưởng cuộc sống an nhàn. Thường xuyên tiếp xúc với đám đông nên Kang Ok sớm đã luyện được kỹ năng nói chuyện trơn tru. Không lâu sau, anh ta đã tạo được quan hệ với rất nhiều người, chỉ là dù có duyên tốt đến đâu đi chăng nữa thì ở vào thời thế này, có rất nhiều việc cũng chỉ đành bất lực. Vào cái đêm Mu Yong đến tìm ngài Ha Cheon, sĩ quan quân Nhật cũng đã tìm đến Kang Ok, nói rằng một sĩ quan quân Nhật gần đây mất đi con gái, hy vọng Kang Ok có thể để Sohi làm con gái nuôi của đối phương. Ông ta nói bằng giọng điệu không thể chối từ. Kang Ok liền ý thức được rằng chuyện này dù anh có đồng ý hay không thì kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Nhưng Sohi chính là mạng của anh, không có con gái thì anh sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên lúc Mu Yong đến tìm Kang Ok, anh liền cảm giác được chuyện này không hề đơn giản. Rất nhanh sự thật đã được hé lộ. Điều này cũng khiến anh nhìn thấy hy vọng. Muốn anh giúp cũng được thôi, nhưng phải dẫn anh và con gái đi cùng. Mu Yong đã đồng ý. Ngày hôm sau, Kang Ok đã dùng vài điếu thuốc để hối lộ thợ khóa trên tàu, sau đó dùng lại bộ đặc biệt để mô phỏng hình dạng của chiếc khóa. Tiếp đó là làm ra một chiếc chìa khóa tương tự. Sau khi lấy được chìa khóa, Mu Yong bắt đầu hành động. Sau khi liên lạc được với đồng đội, đối phương liền hỏi là có mấy người. Mu Yong nói rằng chỉ có ngài Ha Cheon và mình. Cuối cùng Kang Ok và con gái vẫn bị anh bỏ rơi. Không lâu sau, cuối cùng đã đến thời gian đã hẹn. Mu Yong dẫn ngài Ha Cheon đến nhà kho. Đến khi tiếp cận con thuyền, trùng hợp là Kang Ok đã nhìn thấy. Lúc này anh mới nhận ra rằng Mu Yong không muốn dẫn theo mình đi. Trong lòng không nhịn được mắng Mu Yong, nhưng anh một khắc cũng không dám dừng, vội vàng đến hành lang tìm Sohi, dẫn con gái đến nhà kho. Nhưng lúc họ đến nơi, Kang Ok liền ngây người, bởi vì lúc này Mu Yong đang chĩa súng vào đầu ngài Ha Cheon. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thì ra tối đó sau khi gửi điện báo cho đồng đội, Mu Yong vô tình phát hiện trong chiếc két sắt gần đó có giống một quyển sổ. Bên trong đều là tiền lương mà công nhân bị ăn quỵt cùng với tiền bồi thường thiệt mạng của họ, mà hơn nửa số tiền đó đều đã tiến vào túi của ngài Ha Cheon. Cho dù ông ta đã giải thích rằng đó là âm mưu của quân Nhật, nhưng Mu Yong cũng không ngốc, bởi vì lúc đầu Ha Cheon chính là ăn cắp tiền của người Nhật nên mới mất tích. Nhưng ông ta không bị quân Nhật xử quyết mà được đưa đến nơi này, lại cộng thêm cuốn sổ kia, Mu Yong tin chắc rằng Ha Cheon đã phản bội quốc gia của mình và trở thành tay sai của người Nhật.
bởi vì ông ta là nhà lãnh đạo tinh thần ở trên đảo. Có thể tận dụng cơ hội này để khiến người Hàn Quốc ở lại và làm việc trên đảo, chả trách sao từ trước đến nay chưa từng có ai trốn thoát khỏi đảo. Bởi vì Ha Cheon chính là nội gián báo tin cho quân Nhật. Mà lúc Moo Yeon cầm súng khống chế Ha Cheon, Kang Ok đã đuổi đến. Ông ta đã nhìn thấy hy vọng, bảo Kang Ok cứu mình, còn nói dối rằng Moo Yeon là kẻ phản bội. Kang Ok bỗng chốc ngây người, không biết là nên tin ai. Lúc này tên thuộc hạ của Ha Cheon cũng đã đuổi đến. Hắn ta tóm lấy Sahi và muốn ép Moo Yeon bỏ súng xuống. Lần này tình hình càng phức tạp hơn. Ngay lúc đám người đang tranh chấp thì bom đạn của quân Mỹ đã ập tới. Vụ nổ gây ra đám cháy lan rộng. Thế cục bỗng chốc nghịch chuyển. Kang Ok dẫn theo con gái trốn sang một bên. Moo Yeon trong lúc bất cẩn đã làm rơi cuốn sổ trên mặt đất, mà Ha Cheon đã đi trước một bước thoát ra bên ngoài, trực tiếp nổ súng bắn chết Moo Yeon đang đuổi theo. Để phòng trừ sự việc bại lộ mà ngay đến thân tính của mình, ông ta cũng trừ khử. Nhưng ông ta lại bỏ qua Kang Ok. Cảnh này vừa hay đã bị anh nhìn thấy. Ánh lửa ngập trời chiếu lên gương mặt của Ha Cheon, nhìn ông ta tàn nhẫn giống như một ác quỷ. Một đêm sóng gió qua đi, trên đảo gần như trở thành đống hoang tàn. Mọi người đều cho rằng thảm họa đã qua đi, nhưng họ không biết rằng thảm họa lớn hơn còn ở phía sau. Quân Nhật vì thua trận, để che đậy hành vi bạo lực trên đảo của mình mà chúng đã quyết định không giữ lại bất kỳ một ai. Nhưng muốn kích động tranh chấp thì không thể thiếu được mùi lửa. Thế là Yamada đã nhắm đến một đầu sĩ người Hàn Quốc tên Chi Il-sung, lấy cái chết của một nữ sinh Nhật Bản để lên đầu anh ta. Dưới sự xúi dục của Yamada, quân Nhật vô cùng kích động, hận không thể xé xác Chi Il-sung. Nhưng anh sống chết không chịu thừa nhận, khiến người Nhật không thể đạt được mục đích. Hết cách, Yamada chỉ đành tìm đến Ha Cheon và tiết lộ toàn bộ sự thật. Hai bên đã hứa cùng nhau giải quyết người Hàn Quốc, sau đó Yamada sẽ trả lại tự do cho Ha Cheon. Thế là tối đó Ha Cheon đã triệu tập tất cả mọi người. Lần này ông ta hứa nhất định sẽ giúp mọi người đòi lại công bằng. Ngoài cái chết của nữ sinh kia ra, còn có tiền lương và tiền bồi thường của họ cũng sẽ được giải quyết. Nhưng trước lúc đó, ông ta hy vọng mọi người có thể làm việc bình thường, như vậy mới có thể tạo được môi trường đàm phán tốt hơn. Ngay lúc mọi người đang vui sướng kích động thì Moo Yeon đã đứng ra. Anh muốn vạch trần bộ mặt thật của Ha Cheon. Thì ra tối đó anh vẫn chưa chết mà đã được Kang Ok cứu ra. Trong lúc dưỡng thương, Moo Yeon còn nghe lén được cuộc nói chuyện của Yamada và Ha Cheon. Lúc này họ mới biết bọn chúng muốn chôn sống tất cả công nhân trong mỏ than. Nhưng Ha Cheon dẫu sao cũng là nhà lãnh đạo tinh thần của mọi người, chỉ dựa vào lời nói của Moo Yeon thì không thể thuyết phục mọi người. Lúc này Kang Ok cũng đã đứng ra, anh lấy ra quyển sổ kia và cùng Moo Yeon vạch trần bộ mặt thật của Ha Cheon. Tiếp đó lại có một thanh niên bước ra. Tối đó anh ta đã tận mắt chứng kiến Ha Cheon giết chết thuộc hạ thân tín. Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật, Ha Cheon vẫn cố gắng giảo biện. Moo Yeon liền chĩa thẳng súng vào tên phản bội quốc gia này. Ha Cheon đã chết, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Moo Yeon đề nghị mọi người cùng nhau trốn ra ngoài, nhưng một vài người nhất gan không dám phản kháng, họ còn muốn bàn bạc với người Nhật. Ngay khi mọi người còn đang lưỡng lự thì một cậu bé dũng cảm đã đứng ra. Dưới sức ảnh hưởng của cậu, rất nhiều công nhân cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ phản kháng. Bọn họ muốn được sống và sống giống như một con người, ngay cả khi chỉ còn lại một người thì họ cũng phải công bố sự thật trên đảo trước cộng đồng quốc tế. Mọi người đã chia thành ba nhóm, phụ nữ và trẻ em cùng làm dây leo, một bộ phận đàn ông tìm vũ khí, một bộ phận khác thì chế tạo những chiếc khiên đơn giản. Đêm khuya, đội sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người theo trật tự lặng lẽ đến bên tường. Sau khi trèo lên tường bằng thang, họ lại trèo xuống thuyền qua sợi dây vải. Cho dù họ đều đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị lính tuần tra phát hiện. Sau khi viên đạn đầu tiên được bắn ra, hành động của mọi người đã hoàn toàn bại lộ. Đạn tín hiệu của quân Nhật được bắn lên bầu trời. Nó giống như một đóa hoa tử vong, ngày càng nhiều quân Nhật xông đến nơi này. Trong lúc hoảng loạn, đám người bất chấp tất cả liều mình leo lên thang. Nằm người trước thang không thể chịu nổi trọng lượng của nhiều người nên đã bị gãy. Mà so với quân đội Nhật Bản với vũ khí tinh nhuệ, đám người tay không tấc sắt giống như là trứng chọi với đá. Dưới loạt đạn dày đặc, từng người một ngã xuống. Moo Yeon vội vàng dẫn đám người tiến hành phản kích, Kang Ok cõng theo con gái chạy loạn khắp nơi. Trong trận chiến khốc liệt này, quân Nhật chiếm ưu thế tuyệt đối, chèn ép đám người đến nghẹt thở. May mà Chi Il-sung đã được cứu ra kịp thời, cùng với thuộc hạ đuổi đến chi viện. Đêm này dài hơn bất kỳ đêm nào khác. Khi trời dần hửng sáng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Kang Ok sở trường né tránh cũng là người đầu tiên đứng ra. Anh muốn dựng lại chiếc thang. Tiếp đó là người thứ hai, thứ ba. Hai bên chiếc thang rất nhanh đã đứng đẩy áp người. Một người ngã xuống thì lại có một người khác vào thay thế. Cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của đám người, chiếc thang đã được dựng lên tường. Con đường sống lại xuất hiện. Mọi người nhanh chóng trèo lên đó, rồi bất chấp tất cả nhảy xuống biển. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng rất nhanh cũng sắp đến hồi kết. Đạn đã hết, Moo Yeon liền cầm dao găm lên cắt đứt yết hầu của kẻ địch. Nhưng dù có mạnh cỡ nào, anh cũng không thể chống lại đám đông quân địch. Yamada nổ súng bắn trúng Kang Ok ngay lúc hắn ta chuẩn bị bắn thêm phát thứ hai. Soi đã ném bình sang qua đó, ngọn lửa lớn thiêu rụi người hắn ta. Moo Yeon nhân cơ hội chặt đứt đầu hắn ta. Không có người dẫn dắt, sĩ khí của quân Nhật bỗng chốc hao hụt, từ bỏ chiến đấu. Moo Yeon liền dẫn đám người rời khỏi đây. Con tàu cuối cùng đã xuất phát, bầu trời phía trước vừa hửng sáng, một đám mây hình nấm bùng nổ trên hòn đảo của Nhật Bản. Mối huyết hải thâm thù cuối cùng đã được báo, bình minh thuộc về họ cuối cùng cũng đã đến. Nhưng Kang Ok lại không đợi được đến lúc đó. Sau khi gửi gắm con gái cho Moo Yeon, anh đã nhắm mắt rồi lặng lẽ ra đi. Cho đến nay đảo địa ngục vẫn còn tồn tại, và bi kịch xảy ra ở trên mặc dù đã phai nhòa theo thời gian, nhưng lịch sử không thể thay đổi. Những tội ác tày trời của quân Nhật trong thế chiến thứ hai vĩnh viễn không thể xóa nhòa theo thời gian. Những người vô tội chết trên đảo năm đó, bất luận là người Hàn Quốc hay người Trung Quốc, thì sinh mạng và xương máu của họ mỗi thời mỗi khắc đều nói lên sự tàn bạo của quân Nhật.
có những chuyện dù không được đề cập đến, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị xóa nhòa.